cái đoạn khó khăn khi làm video. Ấy không, ý là tính chưa khổ. Chưa kể khổ. Bây giờ mình sẽ tách cái này ra đúng không? Được mà. Đó, bây giờ giống như tâm sự. Cái khổ. Sau đây là chuyên mục kể khổ khi làm content mọi người. Sao mà cái đoạn khó khăn khi làm video kể khổ này anh không có quay bổ sung vô, bây giờ mình phải bổ sung vô anh. Đấy, đầu tiên là nói chung là làm YouTube ở content board game sướng lắm, nhiều view lắm. có designer, có publisher gửi game cho review. Đó là những chuyện nằm mơ. Nằm mơ. Nói chứ thật ra là làm YouTube ở Việt Nam thì không biết về mảng nào nha. Nhưng mà về mảng board game thì thật ra là có những bạn làm rất là hay. Hồi xưa trước như là có bạn Tốt á, làm cũng hay lắm. Rất là ok luôn. Sau này thì chắc là bạn ấy mật quá không có làm nữa. Còn sau này thì có bên anh Vũ này, bên mình, bên Donuts & Dragons làm về content board game. Hoặc là những cái kênh của, nói thẳng là có một số cái kênh của những cái shop bán hàng khác cũng làm về content board game. Đúng. Nhưng mà đa số những cái kênh khác là họ sẽ cover một cái thể loại nó entry hơn đó. Còn những cái anh em thích chơi game thì sẽ cover một cái thể loại khác. Nhưng mà nói chung là làm ở Việt Nam nó khó nhiều cái. Thứ nhất là mặc dù là cộng đồng ngày càng lớn, phải đó phải công nhận nhiều người chơi board game đó, nhưng mà chắc người ta vẫn chỉ thích chơi ma sói với tạm chí thôi. Chứ đâu ai mà thích chơi Brass, đâu ai mà thích chơi Agnova. Trời ơi. Nói giỡn thôi chứ thật ra là chắc là mặc dù là đông, nhưng mà cái nhóm mà muốn tìm hiểu sâu về board game thì chắc em nghĩ là nó lại là một cái phần khác. Đúng rồi. Cái các anh mà thấy khi mà họ muốn tiếp cận với một board game mới á, cái điều đầu tiên mà lúc nào cũng nói, thứ nhất là mày phải chịu ngồi xuống và mày nghe luật để tao giảng ra. Thứ hai, trải nghiệm thử một dáng đi. Nói chung là lúc nào nó cũng nên như vậy, bất kỳ bộ game nào thấy cũng vậy. Mọi người thật ra nói chán hoặc là nói khó quá thì những cái này nó chỉ làm, nó là cái chướng ngại tâm lý của mình á, mình không có vượt qua được, mình cũng không có thể nào làm được. Thì khi mà mình chơi game, bất kỳ loại game hoặc là mình gặp cái vấn đề nào thì mình cũng sẽ giải quyết y chang. Các bạn có thể chịu làm hay không? Thì anh thấy có ai cũng vậy chứ. Ai cũng vậy. Thì ngoài ra thì những làm về content, về board game ở Việt Nam thì em thấy không biết sao chứ, chủ yếu là anh em là làm vì đam mê thôi. Đúng, làm đam mê thôi. Là mình có cái game nào mình thích, hoặc là mình có những cái, thậm chí là những cái tựa game nào mình thích thì mình làm. Chứ không phải là nhiều bạn chắc nghĩ là mình chắc là có cái cửa hàng nào đặt hàng anh Vũ hay đặt hàng Việt Gích nè, ơi làm review game này đi. Không hề. Chúng tôi là làm game là tự bỏ tiền ra mua không. Những cái game này các bạn có thấy đi thì hoàn toàn là mình phải bỏ ra, mà bỏ ra không phải đó, bỏ tiền triệu. Nhiều khi cái tính cả chục triệu để có một bộ game để nó làm. Các bạn thấy nó mấy cái video game thì nó đơn giản hơn, nó chỉ mua có mấy trăm ngàn nhiều khi trên Steam, nhiều khi là mượn ad về chơi, hoặc là mượn game về chơi thì hoặc là nếu như á là những cái content creator đơn giản là streamer này nọ, họ sẵn sàng có được những cái studio gửi game cho chơi, lúc đó các bạn là chỉ có đơn giản là làm content, tốn thời gian chơi là lại được donate, lại được donate, mà trong khi á là làm content về board game nó đâu có được donate đâu các bạn. Đồ này nó chỉ là tinh thần thôi. Thật ra là nó nói chung là nó nằm ở nhiều cái. Nói chung là mấy bạn xem thì nói kiểu như là mình làm chưa có hay nên người ta không có coi nhiều. Nhưng mà thực tế thì cũng phải nói là cái sở thích xem về game, cụ thể là board game, nó ở Việt Nam vẫn ít lắm. Đúng. Người ta thích xem stream game máy tính hơn, cái đó là nó thẳng là như vậy, hoặc là game trên di động hơn. Còn board game thì tại vì phải cái đặc thù của nó là phải cầm chơi, mà bây giờ mình cầm cái token mình dơ vậy các bạn đâu thấy nó gì đâu hay. Đúng rồi, với lại nó phải nhiều người nữa chứ không phải là chỉ có một mình. Nếu mà mình ngồi mình chơi
live stream cho các bạn chơi đi, thì hoàn toàn là lúc đó mình phải không phải quay là một người đó, phải quay một mình như nè, mình phải có một cái máy quay chỉ vào mặt mình, một cái máy quay chỉ vào mặt Nghĩa đi chẳng hạn. Nó cực kỳ khó để làm ra cho các bạn một cái sản phẩm thật là tốt khi giống như cái nền tảng live stream. Nó thật là không có match. Nên cái việc khó khăn đó là các bạn hãy chịu khó ngồi coi YouTube để mình ngồi mình làm những cái video chịu khó bấm like rồi đạt tới một mốc nào đó rồi mình với anh Vũ gán gửi email cho mấy bớt sơ nước ngoài coi có ai chịu gửi game về Việt Nam không. Đúng rồi, cái đó là cái vấn đề, đó là một cái khó khăn nữa. Nhiều khi là người ta nghe Việt Nam mà người ta không mình nghe Việt Nam người ta không muốn gửi. Cái thứ hai á là cái cộng đồng của Việt Nam mình nó quá ít, và khi mà họ biết được cái số lượng người quan tâm về bộ game ít thì họ cũng đâu có phải cần gửi game để cho mày review cũng đến cái tiếng của cái ngôn ngữ của mày đâu. Tại vì ngôn ngữ tiếng Anh nhiều khi họ quan tâm hơn, hoặc là ngôn ngữ về tiếng Trung họ lại cũng quan tâm hơn, thì họ sẽ có được những cái kênh chính thống của cái nước đó họ làm, tại vì chắc chắn là họ sẽ bán được doanh số. Cái này là điều rất là khó nha, các bạn phải suy nghĩ. Nhưng mà em thấy vấn đề lớn vẫn là do ở Việt Nam cũng xa. Cái đó cũng nói thiệt, mình người ta ship qua thì cũng khó mà chưa chắc. Lúc mà tới được tại Việt Nam thì nhiều khi cái game nó xong xuôi hết rồi. Có thể là người ta xác định Kickstarter hẹn kêu bây giờ anh lên video trước ngày này nha, ngày tới Kickstarter mấy tháng sau mới nhận cái game nó về sao mà lên. Nó release nói chung là phải chơi ở Việt Nam nó cũng khó. Nếu mà mấy bạn designer trong nước có xem được video này thì cứ gửi game qua đây là... gửi game cho cả hai bên rồi mình có thể chơi, mình có thể phân tách cho các bạn. Ok kể khổ chuyên một kể khổ hết rồi hết video rồi đó. Biết làm gì không nè mấy bạn, nhớ bấm like share cho video của tôi nha, nhấn nút đăng ký và nút chuông nhỏ nhỏ nếu là người chơi mới. Còn bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại video tiếp theo.